Hai năm nay em cũng khỏe phải không? Em sao? Vẫn thế thôi. Nhưng mà cảm thấy hình như bản thân em đã già đi rất nhiều. Thực ra chúng ta đều già cả rồi. Đúng thế. Đúng rồi. Ở nơi này có một người quen của chúng ta đấy. Là ai? Đỗ Thanh Minh. Anh cũng vừa mới nhận được tình báo. Anh ta hiện đang phụng lệnh bảo vệ thành Tế Nam. Do số phận đã định, tất cả đều không thoát khỏi sự sắp đặt của ông trời. Món nợ này của em, sớm muộn rồi em cũng phải tự trả. Anh nghĩ thế này, Tiểu Hoa bây giờ đã khôn lớn thành người rồi. Anh tin con có thể chịu được bất kỳ chuyện gì. Thế nên anh thấy quan hệ giữa Tiểu Hoa và Đỗ Thanh Minh, em muốn giấu đến khi nào đây? Chí Hoa, anh xem, hiện giờ hai bên quốc cộng đang đánh nhau. Hai bố con nó lại đứng ở hai phía đối địch. Lúc này em mà nói với con, anh thấy con có thể chấp nhận sao? Được, anh tôn trọng ý kiến của em. Viện trưởng Lý, bên đó có thương binh, chị qua xem đi. Được, tôi qua ngay đây. Chí Hoa, anh có thời gian nhất định phải đến thăm con đấy. Con rất nhớ anh. Em yên tâm, có thời gian anh nhất định sẽ đi. Thanh Minh, tốt quá rồi. Trận chiến tấn công trung đoàn pháo binh quân cộng sản hôm nay thật sự là công của cậu đấy. Sao thế? Đánh thắng trận mà, sao cậu vẫn không vui thế? Thanh Minh, không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Tôi biết, những người ở phía đối diện là những người anh em vào sinh ra tử với cậu. Tôi hiểu tâm trạng của cậu. Không còn sớm nữa, tôi đi nghỉ trước đây. Đại đoàn trưởng, anh xử phạt tôi đi. Trận đầu tiên tôi đã bị đánh bại rồi. Tôi xin lỗi anh, cũng xin lỗi các anh em Hoa Giả. Thắng bại là chuyện thường tình mà. Có ai đánh trận mà không thua bao giờ? Năm đó tôi bị Yoshio Edano đánh cho đến nỗi suýt mất mạng đấy thôi. Nhưng mà có điều này, thua cũng phải thua cho rõ ràng, phải biết rõ là mình thua. Cậu có biết đối thủ hôm nay của cậu là ai không? Là ai thế? Là Đỗ Thanh Minh. Là sĩ quan Đỗ. Sao có thể là anh ta chứ? Anh ta là sĩ quan huấn luyện của cậu. Rất nhiều kỹ năng trên người cậu là do anh ta dạy. Thế nên trận này cậu thua thì không cần phải mất mặt đâu. Đại đoàn trưởng, sĩ quan huấn luyện Đỗ cũng có thể nói là người từng cứu mạng tôi, cũng từng cứu mạng đội phá binh chúng ta. Sao anh ta có thể ra tay ác thế chứ? Chiêu đệ, trong quá khứ chúng ta và anh ta là người cùng chung một chiến hào. Đó là chiến tuyến thống nhất chống Nhật. Đó là thời kỳ cùng nhau thoát khỏi chỗ chết, thân như anh em. Nhưng hiện giờ quốc dân đảng đã phản bội lại nhân dân, đối địch với nhân dân, thì đồng nghĩa với việc đối địch với chúng ta. Đỗ Thanh Minh là quân nhân, đối xử với quân địch anh ta sẽ không nhân từ nhẹ tay đâu. Nhưng mà có một điều tôi phải nói cậu. Khi đánh trận với Đỗ Thanh Minh, cậu đã điều tra rõ nơi anh ta bố trí hỏa lực chưa? Không có. Đồn trinh sát của chúng tôi sớm đã bị phát hiện rồi. Kêu binh tất bại, đây là kiến thức cơ bản nhất của pháo binh mà cậu đánh mất rồi sao? Chưa điều tra rõ nơi bố trí hỏa lực của anh ta mà cậu dám tùy tiện tấn công à? Rất rõ ràng rồi còn gì, đúng không? Đỗ Thanh Minh biết cậu, biết nhược điểm của cậu, còn cậu lại không biết gì về anh ta. Trận này có thể không thua được sao? Tôi biết rồi. Được rồi, cậu cứ yên tâm dưỡng thương trước đi. Nói với người phía dưới, đừng nói với bất kỳ ai tôi đã đến đây.
Nhiệm vụ cấp bách hiện nay của chúng ta là điều tra rõ ràng tình hình trận địa tuyến đầu của Đỗ Thanh Minh. Không thể không khâm phục sĩ quan huấn luyện Đỗ, bố trí phòng thủ chặt chẽ như vậy. Vẫn là đại đoàn trưởng của chúng ta kinh nghiệm phong phú, hiểu rất rõ sĩ quan Đỗ. Đã ghi xong chưa? Đã ghi lại hết rồi. Rút lui. Vâng. Hai lần chiến đấu tiếp theo, tôi chuẩn bị phân chia sử dụng hỏa lực pháo binh thành hai chiến tuyến Đông Tây. Thủ trưởng, tôi thấy không thể phân tán hỏa lực của pháo binh ta được đâu. Vậy được, cậu có cách gì không? Nếu có thì nói cho mọi người đi. Là thế này, tôi đã đến tiền tuyến trinh sát. Tư lệnh viên phòng tuyến phía Đông Thành là Đỗ Thanh Thời. Hỏa lực pháo binh của anh ta rất mạnh, nhất là hỏa lực của Đỗ Thanh Minh. Trang bị toàn bộ là thiết bị của quân Mỹ. Hơn nữa tường thành của thành Tế Nam rất cao và dày, chiến lũy kiên cố, nhiều hàng phòng ngự đang chéo nhau rất phức tạp. Việc đánh hạ vốn dĩ đã rất khó. Nếu như chúng ta không đem hỏa lực tập trung lại để sử dụng, dùng toàn thể hỏa lực tiến hành tấn công, mà sử dụng tấn công rải rác, thì liệu có nắm chắc được phần thắng không? Chỉ có đem tất cả đại bác tập trung lại để sử dụng, hình thành nên một ưu thế hỏa lực hùng mạnh, yểm hộ bộ binh tiến hành tấn công thành. Lợi dụng hỏa lực mạnh mẽ cùng với sự hỗ trợ của một lượng lớn thuốc nổ ở phía tường thành cao lớn cho nổ một lỗ hổng, để vào lúc thích hợp quân xung kích tiến vào chiến đấu, nhanh chóng chiếm lấy điểm đột phá. Được. Lập tức truyền lệnh xuống dưới. Binh đoàn tấn công thành của ta tập trung toàn bộ hỏa lực ở phía dưới thành, chuẩn bị hỏa lực sẵn sàng. Rõ. Bộ chỉ huy, vẫn chưa phát hiện được vị trí hỏa lực của địch. Đừng động đậy, không chạy nữa, đừng bắn nữa. Đưa đi. Hiện giờ tôi đã trinh sát rõ ràng tất cả các nơi bố trí hỏa lực bên ngoài thành của Đỗ Thanh Minh. Hiện giờ chúng ta có thể phát động tấn công bất cứ lúc nào. Đại đoàn trưởng, nhưng mà khẩu pháo lựu đạn 105mm mà chúng ta thu được phải đợi 3 ngày sau mới có thể đến nơi. Đỗ Thanh Minh tính vốn đa nghi, anh nói xem lỡ anh ta thay đổi vị trí pháo binh thì phải làm sao? Nếu đổi vị trí là công lao chúng ta đổ bể hết. Đúng thế, chúng ta phải tìm cách để Đỗ Thanh Minh đừng thay đổi vị trí bố trí đại bác. Như vậy thì chúng ta mới nắm chắc thắng lợi rồi. Đúng thế. Báo cáo đại đoàn trưởng, trong lúc chúng tôi trinh sát ở phía trước đã phát hiện ra một tiểu đội đặc vụ của địch. Chúng tôi đã bắt được một điện báo viên của đối phương. Bắt được một điện báo viên cũng báo cáo, nhốt vào không phải là xong rồi sao? Lui xuống đi. Đợi đã. Sao thế đại đoàn trưởng? Đây không phải là ông trời mách nước cho sao? Bắt được một điện báo viên đồng nghĩa với việc cách giải quyết vấn đề khó như để đại bác của Đỗ Thanh Minh ở nguyên vị trí đã được đưa đến rồi. Đồng chí, yêu cầu anh đi với chúng tôi. Các anh muốn làm gì? Làm gì thì lát nữa anh sẽ biết. Đưa đi. Đi. Buông tôi ra, tôi là tù binh. Tôi muốn được đãi ngộ. Đi. Tên, chức vụ, còn cả số vị trí nữa. Tôi là tù binh, muốn được hưởng đãi ngộ chủ nghĩa nhân đạo. Tên, chức vụ, số vị trí. Tôi tên Vương Kim Tuyền, phó trưởng ban tạm thời của ban thông tin lữ đoàn pháo binh đại đoàn số 12. Có biết vì sao tôi tìm anh đến không? Không biết. Là thế này, tôi vừa mới nhận được một phần điện báo mật của Quốc dân đảng. Anh là trưởng ban thông tin thì chắc chắn anh rất rõ về mã bí mật này. Thế nên chúng tôi muốn mời anh giúp chúng tôi giải thích một chút. Cái này. Đồng ý. Tôi đồng ý phiên dịch. Hiện giờ giúp chúng tôi phiên dịch đi. Được.
Báo cáo. Mời vào. Một đội xung kích của Quốc dân đảng đang mò đến đây, hình như là muốn phá hủy trận địa pháo binh của chúng ta. Lập tức tổ chức phản kích. Cậu ở lại trong anh ta, những người khác đi theo tôi. Rõ. Viết xong rồi. Tù binh chạy trốn rồi, tù binh chạy trốn rồi. Được rồi, đừng lãng phí đạn nữa. Không ngờ kế của đại đoàn trưởng lại nhiều như thế. Ai đó? Là người của mình. Nhanh lên, mau đưa tôi đi gặp tham mưu Huỳnh. Tôi có tình báo quan trọng. Nhanh lên. Lữ đoàn trưởng, có tin tình báo. Đây là Vương Kim Tuyền ở bên ban thông tin chúng ta. Lúc trước bị bắt giữ, sau đó anh ta đã thoát ra được, tiện tay lấy được sổ mật mã bên truyền tin pháo binh phía địch. Thiệt thòi cho cậu rồi. Ở bên phía cộng sản đã phải chịu khổ rồi phải không? Không khổ. Quyển sổ mật mã này làm sao cậu có được? Tôi bị đưa đến phòng cơ mật của họ. Tôi vô tình nhìn thấy có người mở ngăn kéo, nên đã phát hiện ra quyển mật mã này. Vậy cậu làm sao thoát ra ngoài được? Sau đó, khi quân xung kích của chúng ta đánh úp trận địa pháo binh, tôi liền nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài. Lúc thoát ra ngoài, quân cộng sản không phát hiện ra sao? Có, còn nổ súng về phía tôi nữa. Nhưng mà trời tối, tôi lại chạy nhanh, nên bọn họ không đuổi kịp. Được, cậu hãy quay về dưỡng thương đi. Lính cần vụ. Có. Lấy cho cậu ta một thùng thịt bò đóng hộp để bồi bổ. Rõ. Cảm ơn Lữ đoàn trưởng. Đại đoàn trưởng, tôi phỏng đoán Đỗ Thanh Minh đã mắc câu rồi. Chúng ta có cần tung tin giả để anh ta lầm tưởng rằng chúng ta vẫn chưa tìm ra dạng hỏa lực đó của anh ta không? Không. Cứ tung tin thật ra, nói là chúng ta đã nắm rõ về dạng đại bác của anh ta. Không, đại đoàn trưởng, anh tung tin như thế, anh ta chắc chắn sẽ lập tức di chuyển trận địa pháo binh của anh ta đấy. Nếu cậu là Đỗ Thanh Minh, cậu sẽ lập tức di chuyển sao? Đại đoàn trưởng, ý của anh là chiêu này của chúng ta không hiệu nghiệm sao? Chiêu này rất hiệu nghiệm. Cậu xem, Đỗ Thanh Minh, anh ta có được quyển mật mã rồi. Nhưng anh ta sẽ nghĩ, tại sao lại dễ dàng có được quyển mật mã như vậy? Nếu như anh ta nhận được tin rằng chúng ta vẫn chưa tìm ra trận địa pháo binh của anh ta, thì ngược lại anh ta sẽ không tin. Chúng ta cứ tung tin thật ra, nói là chúng ta đã nắm rõ trận địa đại bác của anh ta, thì anh ta sẽ nghĩ thế nào? Đem đi tiêu hủy đi, không dùng được đâu. Tại sao? Lỡ đâu là thật thì sao? Tôi không nói nó là giả. Nhưng tôi tin không lâu nữa, quân cộng sản sẽ sửa đổi mật mã thôi. Hơn nữa rất có khả năng là quân cộng sản cố ý tặng quyển mật mã này cho chúng ta. Cậu có từng nghĩ chỉ dựa vào tên ngốc lúc nãy mà có thể lấy được quyển mật mã quan trọng thế này sao? Lại còn rút lui toàn vẹn nữa, cậu không thấy kỳ lạ sao? Đúng là có chút kỳ lạ. Nhưng mà tôi đang nghĩ, tại sao quân cộng sản lại cố ý đưa quyển mật mã này cho chúng ta? Điều này không phải rất đơn giản sao? Chính là muốn để cho chúng ta nhầm tưởng là họ phát hiện ra vị trí hỏa lực của chúng ta. Trong khi ta di chuyển, họ sẽ phát động tấn công. Cái tên Điền Chiêu Đệ này mấy năm không gặp đã trở nên thông minh rồi. Nhưng cậu ta lại quên rằng đối thủ chính là thầy của cậu ta. Anh ta sẽ cho rằng thực chất chúng ta vẫn chưa nắm rõ, ngược lại sẽ không di chuyển. Hiện giờ cậu càng ngày càng thông minh rồi đấy. Đại đoàn trưởng, đầu óc anh sao mà nhạy thế chứ? Thế này thì ai muốn trở thành kẻ địch với anh thì xui xẻo tám đời mất. Đừng nịnh tôi nữa, mau chóng đi bố trí đi. Vậy tôi đi đây, đại đoàn trưởng.
Lữ đoàn trưởng, đây là điện báo mới nhất mà quân ta vừa giải mã. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của tôi. Quân Cộng sản chính là muốn khiến chúng ta điều chỉnh vị trí pháo trận. Vậy quân ta cứ tiến hành theo kế hoạch tác chiến lúc đầu đi. Rõ. Lữ đoàn trưởng, vừa mới nhận được tin tức, sĩ quan chỉ huy pháo binh bên địch đổi thành Dương Chí Hoa. Điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi là Dương Chí Hoa, truyền lệnh của tôi. Toàn bộ pháo thủ đại đoàn pháo binh số 1 chuẩn bị. Hồi thứ nhất, kéo dài kiếp nổ, bắn hiệu quả. Sẵn sàng, bắn. Cái tên Dương Chí Hoa này, đến cái là phải gây nên chút động tĩnh. Lính cần vụ, có. Đổi cốc khác cho tôi, rõ. Thanh Minh, hỏa lực của quân Cộng sản có thể rơi trên trận địa của chúng ta. Không phải có chút kỳ lạ sao? Đừng lo, đây là thăm dò hỏa lực. Bắn! Lữ đoàn trưởng, quân Cộng sản tập trung hỏa lực, muốn phá hủy trận địa của quân ta. Mắc bẫy rồi. Xem ra, vị trí của chúng ta đã bị lộ dưới hỏa lực của quân địch rồi. Đừng hoảng. Đừng thấy hiện giờ hỏa lực của quân Cộng sản mạnh, nhưng chưa chắc họ đã có đủ đạn pháo đâu. Không thể nóng giận nhất thời vào lúc này. Truyền lệnh của tôi, rút về trong thành. Toàn quân rút về trong thành. Báo cáo. Vào đi. Đại đoàn trưởng, chúng ta thành công rồi. Trận địa pháo của Đỗ Thanh Minh đã bị chúng ta phá hủy hoàn toàn rồi. Các anh em Hoa Giả cũng đang dọn dẹp các chiến trường khác bên ngoài thành. Vậy Đỗ Thanh Minh thì sao? Anh ta cùng Huỳnh Chấn Đào chạy vào thành Tây Nam rồi. Đừng vui mừng sớm quá. Chúng ta chỉ phá hủy được hỏa lực của một đơn vị bên ngoài thành thôi. Đối với Đỗ Thanh Minh và cả Vương Diệu Vũ mà nói, thì đây chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Tuy anh ta đã vào thành rồi, nhưng mà trận đánh lớn hơn vẫn còn ở phía sau cơ. Đừng sốt ruột. Tôi sẽ cho anh ta nhìn rõ sự lợi hại của chúng ta. Làm mất trận địa phía ngoài thành, em không thể đùn đẩy trách nhiệm được. Xử phạt em đi. Vốn dĩ trận địa phía ngoài giữ hay không giữ cũng đều được. Có thể kéo dài một ngày thì sẽ thắng lợi một ngày. Lữ đoàn pháo binh của em hỗ trợ binh lính ngoài thành đã kéo dài thời gian rất lâu rồi. Có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn. Sao anh có thể trách em được chứ? Đều tại em nhất thời sơ suất, trúng phải quỷ kế của quân Cộng sản. Viện trưởng Lý, viện trưởng Lý, có một vị thủ trưởng tìm chị. Thủ trưởng, sao lại gặp anh ở đây thế này? Không phải anh đang ở Đông Bắc sao? Sao lại tới đây? Quân đội sát nhập lại với nhau rồi mà. Tôi đi ngang qua tiện thể đến thăm cô. Ngoài ra, tôi còn một chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với cô.
Thành Tế Nam đã bị quân đội giả chiến Hoa Đông tôi bao vây chặt cứng rồi. Nhưng mà quân ủy trung ương không muốn hy sinh quá nhiều để đổi lấy giải phóng cho thành Tế Nam, càng không muốn người dân trong thành phải chịu khổ. Thế nên đặc biệt chỉ thị bảo chúng ta lôi kéo tướng lĩnh cấp cao của Quốc dân đảng trong thành khởi nghĩa. Xét thấy trong thời kỳ kháng chiến, trong thành có một vài đơn vị đã từng hợp tác với lữ đoàn độc lập chúng ta, thế nên tổ chức đặc biệt phái tôi đến đây chủ trì công tác này. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, tôi cho rằng người đầu tiên chúng ta phải lôi kéo chính là người quen cũ của cậu. Anh đang nói đến Đỗ Thanh Minh phải không? Đúng, chính là Đỗ Thanh Minh. Người này trong thời kỳ kháng chiến có tiếp xúc với bác lộ quân chúng ta, có hữu tình với bác lộ quân chúng ta. Theo như tôi tìm hiểu, người này có đại nghĩa dân tộc và không muốn đánh nội chiến. Nhưng nếu muốn lôi kéo anh ta thì nhất định phải là một người rất quen thuộc với anh ta, đi thuyết phục anh ta trước. Vậy thì chỉ có tôi thôi. Tôi với anh ta vốn là bạn học. Hiện giờ tất cả người thuộc đơn vị của anh ta, chỉ có tôi quen thuộc với anh ta nhất. Thế này đi, đợi vài ngày nữa tôi tranh thủ thời gian vào thành một chuyến. Không không, vấn đề này của cậu tôi đã nghĩ đến rồi. Cậu không thể đi, cậu là một đại đoàn trưởng, vào thành quá nguy hiểm. Hơn nữa, đợt tổng tấn công này sắp sửa bắt đầu rồi. Nhiệm vụ của đại đoàn cậu rất quan trọng. Cậu mà đi thì ai lên chỉ huy chứ? Thế nên tôi nghĩ đi nghĩ lại mới chọn được một phương án dự phòng. Là phương án gì vậy? Phái đồng chí Mộ Lan đi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Thế nên Mậu Lan, anh thấy rằng hiện giờ anh và Tiểu Hoa đều ở trong đơn vị. Nói một câu khó nghe là đang sống cuộc sống biết hôm nay không biết ngày mai. Hiện giờ Tiểu Hoa đã lớn vậy rồi, thế nhưng nó lại không thể nhận bố đẻ. Vậy nếu lỡ như em xảy ra nguy hiểm gì đó thì... Chí Hoa, anh nói nhiều với em như vậy là có ý gì đây? Có phải anh nghe được gì rồi không? Chính ủy trương đã nói với anh rồi, nói là muốn phái em vào thành Tế Nam khuyên Đỗ Thanh Minh khởi nghĩa, có hỏi ý kiến của anh. Anh thì thấy, anh thấy thế quá nguy hiểm, thế nên anh nghĩ anh nên tìm tới em để bàn bạc cách khác. Em xem, viết bức thư hoặc là Chí Hoa, em hiểu Đỗ Thanh Minh bao nhiêu năm rồi. Hai người các anh tranh giành đấu đá lẫn nhau, vẫn luôn phân tranh cao thấp. Anh thấy để anh ta ở trước mặt anh nói hai từ đầu hàng, liệu anh ta có thể đồng ý không? Nói sao đi nữa, em cũng được coi là hiểu anh ta một chút. Anh ta là anh hùng, giống như anh vậy, mang trong người tinh thần chính nghĩa. Em nghĩ nếu em đi tìm anh ta, cho dù anh ta không đồng ý thì anh ta cũng không thể làm gì được em đâu. Điền Chiêu Đệ đem theo quân cùng anh ta đánh trận đầu tiên đã bị thương nặng, hơn nữa tổn thất của đơn vị cũng không nhỏ đâu. Anh không biết Đỗ Thanh Minh hiện giờ đã biến thành người như thế nào. Mặc kệ anh ta biến thành dạng gì, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của chúng ta là phải giải phóng thành Tế Nam trong hòa bình. Không thể để cho người dân lại chịu thêm bất kỳ liên lụy nào nữa. Thế nên anh nói xem, so với an nguy của toàn bộ người dân trong thành thì cái mạng này của Lý Mậu Lan em có là gì đâu chứ? Em quyết định rồi sao? Em bắt buộc phải đi. Đồng chí Mậu Lan, đơn vị trong thành có gián điệp của chúng ta. Một khi xảy ra vấn đề gì thì các cậu ấy sẽ tìm đủ mọi cách để ứng cứu cô. Yên tâm đi, tôi biết rồi chính ủy. Có tín hiệu, trả lời tín hiệu đi. Anh chính là chính ủy trương phải không? Là tôi. Chào anh. Xin chào, tôi xin được giới thiệu một chút. Đây là đồng chí Mậu Lan, cậu phụ trách đưa cô ấy vào thành, nhất định phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Đồng chí Mậu Lan, nhất định phải cẩn thận.
Chính ủy, xin anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Được, vậy hai người đi đi. Cô tìm ai? Tôi tìm lữ đoàn trưởng Đỗ của các anh. Nói với anh ấy, tôi là đồng hương của anh ấy đến từ Vân Nam. Anh ấy từng cứu tôi. Trước mắt tất cả những nơi có thể nhìn xa từ trên cao trong thành là chỗ này và chỗ này. Báo cáo. Lữ đoàn trưởng, bên ngoài có khách. Bây giờ là lúc nào rồi? Tôi không gặp. Người nào thế? Cô ấy nói là đồng hương của lữ đoàn trưởng ở Công Minh. Nói là lữ đoàn trưởng từng cứu cô ấy, là một người phụ nữ. À đúng rồi, cô ấy nói lần này đến là để cứu lữ đoàn trưởng. Cứu tôi sao? Thanh Minh, Mộ Lan, sao em lại tới đây? Được rồi, chúng ta ra ngoài hết đi. Anh đã từng nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà. Thanh Minh, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Hai người từ từ nói chuyện. Nói đi. Sao em lại tới đây? Hôm nay tôi đến đây là để thăm anh, cùng anh nói về chuyện cũ. Nhưng quan trọng nhất là tôi đến để cứu anh. Cứu anh sao? Thành Tế Nam sớm muộn cũng sẽ được giải phóng. Đến lúc đó, anh thấy anh còn có thể sống sót ra khỏi nơi này sao? Anh biết rồi. Em tới đây để làm thuyết khách có phải không? Là Dương Chí Hoa bảo em đến có đúng không? Không phải. Không phải. Anh hiểu anh ta cũng giống như anh ta hiểu anh vậy, cũng có tình cảm sâu đậm với em. Thật không ngờ anh ta lại phái em đến làm thuyết khách. Là một người đàn ông, một quân nhân, thà chết nơi xa trường cũng không thể tham sống sợ chết. Bảo anh ta có bản lĩnh thì nhắm vào anh này. Bọn anh ở trên chiến trường liều một phen sống chết, vậy mà lại phái em đến. Thế mà anh ta cũng nghĩ ra được. Thanh Minh, hôm nay tôi đến là để thăm anh. Nhưng đồng thời tôi cũng muốn để anh nhìn thấy thế giới bên ngoài. Anh đã từng nghĩ đến chưa? Nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì Thành Tế Nam sẽ chết bao nhiêu người không? Anh có thể ra ngoài mà xem, có bao nhiêu thương binh đã hy sinh rồi. Bọn họ có lỗi gì chứ? Chẳng lẽ anh muốn để các anh em của mình cùng với anh làm tiếp những chuyện hy sinh không cần thiết sao? Năm đó các anh đánh bọn Nhật, đi đầu quân, là vì cái gì? Là vì bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người dân. Nhưng giờ đánh đuổi được quân Nhật rồi thì các anh lại khiến người dân chìm vào nỗi đau chiến loạn một lần nữa. Thanh Minh, tôi muốn hỏi anh, người dân cần quân nhân như các anh có ích gì chứ? Tôi hy vọng anh lựa chọn đứng về phía người dân. Đừng nói nữa. Hiện giờ Quốc Dân Đảng đang trong lúc nguy nan, cũng chính là lúc tận trung trong cuộc đời này của anh. Nếu như hôm nay em đến chỉ để nói những điều này thì xin mời em. Mời em quay về cho. Được thôi Thanh Minh. Nếu đã như vậy thì chúng ta ôn lại chuyện cũ đi. Các vị, căn cứ vào sự phán đoán phân tích của tôi, nếu không có sự chuẩn bị từ 3 đến 5 ngày thì quân giải phóng rất khó tấn công vào thành. Cho dù có đánh nhau
chắc chắn sẽ là một trận đánh giằng co. Tôi lệnh cho ba lữ đoàn tập trung phía trong thành, bốn lữ đoàn cắm quân phía ngoài thành, lệnh cho từng đơn vị nắm lấy thời gian xây dựng chiến lũy, chuẩn bị chiến đấu trường kỳ. Rõ. Đại đoàn trưởng. Tin tức đáng tin cậy không? Hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn. Đi, điều đội hiến binh qua đây cho tôi. Rõ. Còn nhớ năm đó khi ở giảng vũ đường tại Vân Nam, đó là tháng ngày vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất của tôi. Lúc đó tôi cực kỳ thích nghe anh kể chuyện. Hôm nay đổi lại để tôi kể chuyện cho anh nghe đi. Có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt rồi. Thế nên tôi không muốn khiến anh để lại tiếc nuối gì. Từng có một cô gái vô lo vô nghĩ, thi đỗ vào giảng vũ đường Vân Nam, trở thành một y tá. Vào ngày đầu tiên cô ấy đi làm, cô ấy gặp được một học sinh của giảng vũ đường, chân tập tễnh đến phòng y tế. Anh ấy cao to, anh tuấn, đôi mắt trong veo như nước trong hồ. Cô ấy bị anh ta cuốn hút sâu sắc. Không lâu sau thì hai người đó yêu nhau. Cô ấy cảm thấy giống như thế giới là chuyện cổ tích của cô ấy vậy. Cô ấy được hạnh phúc bao quanh. Nhưng mà vào lúc họ yêu nhau sâu đậm nhất, thì tận mắt cô ấy nhìn thấy anh trai cô ấy chết dưới nòng súng của người đàn ông mà cô ấy yêu nhất. Kể từ đó, thế giới cổ tích của cô ấy đã sụp đổ. Tất cả tình yêu của cô ấy đều bị thù hận thay thế. Nhưng vào lúc cô ấy muốn kết thúc sinh mạng của mình, thì bất ngờ phát hiện ra cô đang mang thai con của người đàn ông đó. Em nói cái gì? Tiểu Hoa. Canh phòng cẩn thận, không được để bất kỳ ai đi ra. Lục soát kỹ cho tôi. Rõ. Xin lỗi đại đoàn trưởng, lữ đoàn trưởng đang có một cuộc họp rất quan trọng bên trong. Không có lệnh của anh ấy, không ai có thể vào. Tôi bắn chết cậu, mắt mù hay sao? Cút đi. Thanh Minh, đại đoàn trưởng đến rồi. Hai người các cậu qua bên này, các cậu qua bên đó tìm đi. Đại ca, sao anh lại đến đây? Hai cậu đang làm gì thế? Em và Chấn Đào đang nghiên cứu về vấn đề phòng thủ thành. Anh lại đây ngồi đi. Vừa nãy bộ tư lệnh phòng thủ nhận được tin báo, gần chỗ các cậu phát hiện thấy có cộng sản, phần tử cộng sản sao? Sao có thể chứ? Ban ngày ban mặt, ở ngay trước mắt em nữa. Đại ca yên tâm, em nhất định sẽ điều tra kỹ chuyện này. Một khi phát hiện cộng sản, em tuyệt đối không nhân nhượng. Báo cáo tư lệnh, không phát hiện ra người nào khả nghi. Đại ca,
Anh làm vậy là sao? Anh đến khám xét chỗ em, chẳng lẽ anh nghi ngờ em sao? Thanh Minh, chúng ta là anh em, sao anh có thể nghi ngờ em chứ? Anh làm như vậy đều vì suy nghĩ đến sự an toàn của em thôi. Hiện giờ địch ở trước mắt, em là trợ thủ đắc lực của anh, ai có thể ngăn cản được cộng sản làm mấy chuyện bất chính chứ? Xem ra đại ca lỗ mãn rồi. Em không trách anh chứ? Sao có thể chứ? Anh là đại ca, lại là đại đoàn trưởng, muốn đến chỗ em thì lúc nào em cũng hoan nghênh. Vậy đại ca, em và Trấn Đào vừa nghiên cứu xong một phương án tác chiến phòng thủ, có cần em báo cáo với anh luôn không? Không cần đâu, hai cậu làm việc tiếp đi. Chúng ta đi. Đi rồi. Nguy hiểm quá. Mộ Lan, bên đó là khu vực phòng thủ của quân cộng sản các cô. Tôi chỉ tiễn cô đến đây thôi. Cảm ơn anh. Ở đây quá nguy hiểm, sau này đừng đến nữa nhé. Yên tâm đi, tôi đã đưa cô ấy ra khỏi thành an toàn. Đi thôi, đi dạo cùng tôi. Trưởng quan, cho tôi chút gì ăn đi. Trưởng quan, cho tôi chút gì ăn đi. Con tôi sắp chết đói rồi. Ai có bánh quy? Cảm ơn trưởng quan, cảm ơn trưởng quan. Phát bánh quy cho họ, phát cho họ đi. Thanh Minh, cậu nói xem rốt cuộc vì sao lại đánh trận chiến này chứ? Người chịu khổ đều là người dân. Hiện giờ càng ngày tôi càng hồ đồ rồi. Trước đây chúng ta đánh trận có thể nói là chống trả quân xâm lược. Hiện giờ thì sao? Người dân chết hết rồi, cần quốc dân đảng còn có tác dụng gì chứ? Đi đi. Vâng. Báo cáo. Thủ trưởng, tôi về rồi. Đồng chí Mậu Lan. Về rồi sao? Tôi về rồi. Tình hình thế nào? Thủ trưởng, tình hình bên đó hiện giờ khá phức tạp. Nhưng mà những gì nên nói tôi cũng đã nói rồi. Tuy anh ta từ chối tôi, nhưng tôi cảm thấy vẫn còn hy vọng. Bởi vì tôi thấy trong mắt anh ta đang do dự. Cô có chắc chắn không? Thủ trưởng, hiện giờ tôi cũng không thể chắc chắn được. Nhưng mà khi tôi nói với anh ta về người dân trong thành Tế Nam, từ trong mắt của anh ta tôi có thể nhìn thấy sự do dự và một chút đồng cảm. Tôi nghĩ có thể chúng ta vẫn còn hy vọng. Lữ đoàn trưởng, từ sau khi cậu gặp Mậu Lan, cậu cứ sầu muộn suốt. Sao thế? Không có gì. Hai chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử đã bao nhiêu năm rồi?
Trong lòng cậu có chuyện, chẳng lẽ tôi không nhìn ra sao? Vậy được, vậy tôi không giấu cậu nữa. Hôm nay Mộ Lan đến là đại diện cho bên đó, khuyên tôi đầu hàng.